Golf 4Ranger này sử dụng dịch vụ vận chuyển của CCM Fast đến để thực hiện full bảo dưỡng gầm máy bệ và vệ sinh động cơ. Đầu tiên vô mình phải đọc lỗi trước nha. Sau đó tiến hành chạy test, theo dõi tất cả thông số máy, rồi quay trở về gara thực hiện công tác kiểm tra toàn diện gầm máy bệ, hệ thống thắng, hệ thống thước lái, vân vân và vân vân. Những bước kiểm tra này đều có checklist hết. Làm đến đâu ghi chép đến đó nha các bạn. Mình sẽ cung cấp cho khách hàng cái hồ sơ này, giống như là chiếc xe đang đi khám bệnh định kỳ vậy đó các bạn. Sau khi mọi thứ được kiểm tra hết rồi thì mình sẽ tiến hành tháo cái phần đường gió nạp động cơ để vệ sinh. Các bạn thấy rằng là mùi than nó đóng rất là dày, đặc biệt đối với cái động cơ Ford 2.0 máy dầu này, nó bị rất là nặng nha. Cái lớp carbon dày từ bên ngoài vào tới bên trong, đặc biệt là xung quanh cái thân của súp bát, mà cái chỗ đó là quyết định cái lưu lượng và cái hiệu suất của luồng khí nạp mạnh hay yếu là do nằm ở đây nè. Rồi mình tiến hành vệ sinh bằng cách là bắn đá khô CO2. Cách này thì mình sử dụng lâu lắm rồi các bạn, cũng không gì mới lạ đâu. Hiệu quả là có thật, nhanh gọn lẹ và sự khác biệt là rất là lớn trước và sau khi vệ sinh nha. Các bạn có thể thấy rằng gần như nó sạch như zin từ ngoài vào trong, tất cả 4 xi lanh luôn. Bây giờ mình có thể thấy được cái thân súp bát rồi, hiệu suất của luồng khí nạp đã được khôi phục lại giống như là xe chưa từng nổ máy vậy đó các bạn. Những cấu kiện khác thì mình cũng vệ sinh sạch sẽ. Sau khi lắp ráp lại thì mình tiến hành thay nhớt, nhớt động cơ, nhớt hộp số, nhớt cầu. Trước khi giao xe thì mình cũng không quên cân lại cái thước lái. Xe mạnh thì cảm giác lái phải chuẩn.